Hello, Mỹ Quý Tôi, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nha anh chị, để cập nhật cho anh chị mình xe mới về nè, với lại xe bên cửa hàng còn rất là nhiều mẫu nha anh chị ha. Thì đầu tiên trước mắt anh chị các bạn mình đã thấy là Su GD 110, với lại là Win HD nha anh em, HD Win 135 nè. Ở đây thì có bên sau thì có một em Honda CB 190F luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn mình Su GD trước ha. Đó, xe thì con chiếc bên trong là phải nói là như mới luôn anh em, 2017 nhưng mà xe rất là mới luôn anh em. Lốp xe còn gai gió dày lắm, máy nổ còn cực kỳ êm luôn. Đấy, Su GD 110 nha anh em ha. Mẫu này thì những anh chú lớn tuổi ha, đi mấy chiếc này là phải nói là hợp luôn, nhẹ nhẹ với lại là nó gọn á anh chị các bạn. Đó, máy gọi em gu luôn nè. Rồi, con này hiện tại thì 19.500 nha anh em, 19.500. Con là biển 72 nè. Đó, về phần giấy tờ hồ sơ, anh chị các bạn muốn rút hồ sơ sang tên là đều được nha. Đó, cửa hàng có hỗ trợ cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp theo cũng là Su GD 110 luôn, màu đen luôn anh em. Con này thì 2018 nha. Đó, 2018. Con này biển là 60 nha anh chị em, biển 60. Con này thì nó không có đẹp bằng con bên trong anh chị, cho nên cái giá nó mềm hơn, nhưng mà máy móc còn nguyên zin nha. Đó, máy cũng còn cực kỳ êm luôn. Su thì anh chị mình cũng biết ha, máy nó rất là bền và êm. Rồi, con này là 16 năm nha anh em. Đó, 16.500 anh em có ngay Su GD 110 đi luôn, rất là mềm luôn nè. Rồi, tiếp theo là có HD Win 135 phân khối nè anh em. Đó, 135. Đấy, máy thì nè. Đó, máy còn nguyên zin nha anh em. Đó, xe thì còn sạch đẹp và liền lạc luôn nè. Con này là biển 70 ha. Con này giá nó hơn 10 triệu xíu à anh chị ơi. 12 năm mà, có 12.500 anh em, cực kỳ mềm luôn. Động cơ nó là 135. Đó, đăng ký 2022 luôn. Đấy, anh em mình mà thích cái kiểu dáng này thì mình nhanh lên bóc qua số trên màn hình nha, để được như là mình có thể xem xe chi tiết nè, và ưng thì có thể cọc xe, cửa hàng có nhận xe, giữ xe cho anh em mình và ship xe cho anh em mình ở xa nha. Đó, tiếp theo thì có Honda CB 190F, xe này cũng mới về và đang chuẩn bị rửa luôn nè. Đó, xe sạch đẹp, biển số 60 nha anh em, xe còn nguyên zin luôn nè. Chủ người ta có dán lên mấy cái viền đồ, đây anh Dương đang tháo ra nè. Xe đi ngàn cây em, đi mới có 1.000 cây à. Đó, là 287 cây. Con này thì anh em mình phải lên bằng A2 đi mới được nha, 190 rồi. Đấy, mô zin luôn nha. Con này nãy nói nhiêu giờ rồi? 39.500. 39.500 hả? Đấy, 39.500 anh em mình có động cơ 190 đi. Bên trong mình còn nữa anh. Còn một con màu trắng đỏ nữa, 295 em. Còn bên trong có 295 mà. Để mình sẽ tiếp tục vô bên trong để quay cho anh chị các bạn mình xem nha. Mình cần xem chi tiết xe nào á, mình video mình xem chưa rõ anh chị, mình có thể chụp màn hình gửi qua số Zalo trên màn hình nha, để được như là xem xe chi tiết lần nữa nha anh chị ha. 190 ở đâu rồi ta? Để mình xem cái xe 190 trước ha. Đây, chiếc này nè, có 2295 mà, 295. Xe máy còn nguyên zin nha anh em, 211, biển là 63 nè. Đó là 61 á. 61 có 63. 61. Biển 61 anh em ơi, ghi nhầm cho nó là 63. Con này biển 61 nha anh chị ha. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ cập nhật cho anh em mình phân khúc 50 nha. 50 thì hôm nay còn khá là nhiều anh em ơi, rất là nhiều mẫu luôn nè. Thì mình sẽ bắt đầu từ dưới ha, từ dưới và lên đi. Ở đây là có Honda CB 150 nè. Đó, con này thì nhập khẩu Indo nè anh em. Xe còn rất là đẹp luôn nè. Đi 10.000 cây à, biển là 62218, 42 năm anh em. Đó,
Rồi, bên trong là còn Bandit nữa nè. Con Bandit hiện tại là đang xả, đang giảm rất là mạnh anh em. Còn có 29 triệu à. Xe sạch đẹp và liền lạc và nguyên bản zin luôn nha anh em. Đó, biển là 79 luôn, có 29 triệu thôi anh em. Su Bandit nha. Rồi, tiếp theo. Còn 25 luôn hả? Ồ, xả cạn luôn hả? Con này tại vì sao anh em biết sao? Nó còn sạch đẹp nguyên bản luôn, tại vì nó nằm cửa hàng lâu quá thì hôm nay giảm thêm cho anh em mình nữa là còn 25 triệu luôn anh em. Su Bandit nè. Anh em mình có theo dõi rồi, kênh em mình cũng biết ha. Em này nằm rất là lâu á. Máy còn sạch đẹp lắm. Rồi, phía trên đây là mình còn Honda CB 150 Vera nữa anh em. Đó. Còn bên trong trước ha. Con trong này là 219 biển Sài Gòn nè. Đi mới có 6.000 cây à. năm nè anh em. Rồi con màu đỏ bên ngoài là 1218 biển 70 nè. Con này 42 năm rồi. Đó, màu đỏ với lại là màu đỏ, màu đen ha. Anh em lựa màu nào mình lựa nè. Honda thì anh em mình khỏi bàn cãi cho phần máy rồi nha. Đi rất là bền anh em ơi. Rồi, biển 70. 42 năm. Rồi, một em mẫu mới luôn của Yamaha anh em ơi. Đó. GT 150 Gazer nè. Con này là biển 78 anh em. Đấy, kiểu dáng nó thì giống giống như XR 155 vậy ha. Xe như mới anh em ơi. Con này đi mới có 1800 cây à. Đăng ký là 2023 luôn anh em, đi 1800. 59 triệu nha. Đó, 59 triệu. Rồi, đó là phân khúc 50 nè, tiếp tục nè. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu cập nhật từ dưới này luôn nha anh chị. Ủa con này là bán luôn hả? Phô hẹt. Hẹt nhỏ anh em ơi. Hẹt này xuống áo hả? Đúng rồi, xuống áo. 135 xuống áo 210 nha anh chị ha. Con này biển 59 Sài Gòn luôn nè. Sẵn đây lướt cho anh chị mình có quan tâm mấy dòng này thì mình rước em nó về ha, liên hệ. Hết xăng rồi. Con này có lên cái mặt đồng hồ luôn nè anh em. Rất là đẹp. Rồi, có cái gỗ ở trước luôn. 19 triệu 500 nha anh chị. Đây, rất là mềm nha. 19 triệu 500. Ở đây có tay ga SH này sẵn mình quay luôn nha anh em. Đây. Đó, SH thì SH mod nè, Atmore nè. SH cao rồi cũng có nè anh em. Đây, trong đây là hơn 50 triệu xíu à. Biển Sài Gòn luôn 217. 55 triệu anh em. 125 nha. Đó, xe thì nguyên bản luôn nè, led 2 tầng nha anh chị. Mẫu này rất là đẹp rồi, rất là nhiều anh chị mình chuộng cái mẫu này nè. 55. Rồi, con kế bên 207 biển Sài Gòn ở thắt ý nha anh em. 150. 69 triệu nha anh chị. Đấy, ở thắt ý nha. Rồi. Con bên đây là bao nhiêu đây? 35 triệu. À 35 hả? 204, 125, con này lên áo ý nha anh em. Lên mâm ý luôn nè. Rất là mềm nha anh em. Rồi áo thắt này bán chưa? Không, xe nhà đi. À, con này xe nhà đi. Con này. Con này bán luôn 49 đồng. 49 triệu à? 125 luôn hả? Đây led 2 tầng luôn anh em. Con này đời 2018, 19 phải không? Con này 150, 2013, lên led. Lên led hả? Lên quần áo led, đúng rồi. 150 anh em. 2013, nhưng mà chủ người ta có lên led nè anh em. Led này 2018 hay gì vậy? 2018, 19 vậy nè. Rồi, giá khá là mềm nha anh em. Xe sạch đẹp luôn. Tiếp theo này là tới mô tô nha. Có MT15 nè. Ba con hôm nay còn 3 chiếc à? Con ở giữa bán, xanh giữa bán. À, con này là 2021 biển 67 nè anh em. Đi được 3.000 cây à. Con này là 54 năm nè. Đấy, màu tơi. Rồi, màu đen nè. Màu đen 2020 biển 61 nha. Con này đi 5.000 cây. 55 năm nha anh em. Rồi con này là bán rồi, cho qua ha.
Còn bên trong cũng màu xanh nè, xám xanh nè. 2022 biển 60, con này 56 năm nè anh em. Đó. Con này có chống đổ chợ sáng luôn. Ghi đông cao luôn nè. Rồi trên đây là có một em Honda MX 125, xe đi mới có 3.000 cây anh em. 2019 mà đi mới có 3.000 cây à. Xe còn nguyên bản luôn. Đó, nguyên zin luôn nha anh em. Máy nằm, xe nhập Thái Lan, chạy rất là bền anh em. Xe này chạy rất là đầm máy luôn. Biển Sài Gòn 39.500 nha anh em. Đó, đó là xe lướt nha. Rồi tiếp theo lên bên trên thì còn 150 nè. Có beo nữa nè, beo tàu nữa nè anh em. Kết nước luôn, 150 kết nước luôn. Ngoài này là có TFX nè, 2017 biển Sài Gòn. Đó, con này là 29.500 anh em, đuôi còn zin nha. Đó, biển Sài Gòn luôn, bô zin. Đó, xe còn nguyên zin luôn nha anh chị ha. Rồi con beo tàu 209 trong đây là biển 71 nè. Con này 34.500 nha anh em. Beo 150 có kết nước nha anh chị. Đó, có kết nước nha. Rồi, tiếp theo. Lên phía trên này mình còn 250 nha, tới lên 250 nha anh em. Đó, 250 thì có FZ 250 nè, còn một cặp luôn. Đó, một con như là bản ABS và một con bản thường nè, không ABS nè. Còn bên trong này 218 không ABS là biển 61, 45 triệu nha anh em. Đó, FZ 250. Tiếp theo là bản ABS nè, 2021. Biển Sài Gòn luôn nè. Con này đi một mới có 1.000 cây à. 59 triệu nha anh em. Có lên được cây bô nữa kìa. Rồi. 190 này nè, mình có quay rồi ha. Tới 250 thì phía trên này có T-Win. Đó, T-Win 250 số lượng hôm nay thêm một chiếc nữa. Là 5 chiếc. Wow. Đây, T-Win hai máy nổ cực kỳ hay luôn em. Bình nó yếu luôn nè. Con này 2021 biển 66 Đồng Tháp nha nè, 45.500. Rồi bên trong đây là 2021 biển 83 Sóc Trăng nè. Đấy, vô nổ nha, kỳ hay luôn. Hai máy hú nghe rất là tê tái luôn anh em. Con này đi được mới có 2.000 cây, 59 triệu nha anh em. 59. Rồi tiếp theo bên trong đây là 2021 đi 4.000 cây nè, biển Sài Gòn 59 luôn anh em. Đó, màu đen ha. Con kế bên luôn 2021 biển 72 nè, đi 12.000 cây. Con này 53 nha anh em ha. Rồi con bên trong có cặp túi da nè, tựa lưng luôn. Đó, con này 2020 biển 62 đi 5.800 nè. Con này 56 triệu anh em. 56, trên đây là có FZ lướt nè. Đó, FZ này là 35 triệu đi 6.000 cây ha anh em. Biển 66 Đồng Tháp. FZ 150i á. MT còn chiếc trên đây nữa nè. Ai MT này là 2021 biển Sài Gòn đi 8.000 cây. 54 triệu 500 nha anh em. Có độ bô nè. Đó, chống đổ rồi nè. Rồi đây một em FZ lướt nữa, tồn kho nè anh em. Đi mới có 14.000 cây. Đó, 2014 mà hiện tại giờ đi có 14.000 cây à. Chủ đi rất là ít nha anh chị. Máy móc là còn nguyên bản zin luôn anh em. 25 triệu 500 nha anh chị ha. Biển 72. Đó. Rồi con G15 này bán chưa? À, này của khách à. Rồi, à, còn lọt ở đây một em CBR 150 xe nhập Thái Lan nè anh em. 2011 con này biển 63 nè. 29 triệu 500 nè anh chị. Đó, còn sót em 150 nhập Thái luôn. Đó, có G15M nè. À, G15M nè anh em. 2022 biển là Sài Gòn. 69 triệu 500 nha anh chị. Đó, xe như mới luôn. Xe thì chủ người ta có độ sẵn cái bô luôn rồi. Biển số đúc gầm luôn ha. Xe còn rất là đẹp luôn nè. Phân khối 350 nè. 350 thì có KTM GC 390 ha. 390 2023 nha anh em. Xe này đi mới có 200 cây à. Rồi,
155 triệu ha anh chị. 155. Anh em nào thích KTM đúp 200. Đó, con này thì nói chung không khác gì với xe mới anh em, như xe mới luôn nè. Mà anh Dương đang mới có đăng ký về, anh Dương đang là biển 61. Đó. Con này trước là 99 triệu, hôm nay là còn có 89 triệu thôi anh chị. Đó. Rất là mới luôn. Rồi. 300 thì có CB 300G. Con này đi 4.000 cây, 89 triệu nha anh em. Đang giảm 75 triệu bao tranh chấp nha. À, con này 75 luôn. À, 75 triệu là giấy tờ hợp lệ bao tranh chấp. Ok, 2022 biển 79. 75. Rồi, tiếp theo. 2023 biển 62. Con này 85 anh em. 85, con này là gói hồ sơ sang tên được ha. Rồi ok. Đấy, đó là những cái phân khúc từ 300 nha anh em, 300 cho xuống, trở xuống 110. Đó em đã quay hết rồi ha. À đây mình còn GV3 nữa phải không? À, 3 là còn chiếc nữa nè. Con này là còn 125 triệu. Xe độ nha anh em. Xe này có gắn lên vô mấy phụ kiện độ bên ngoài nè, mâm nè. Đó. Mỏ cài nè anh em. Rồi một cặp thùng ở phía sau và bô trên bô dưới nè. Di động cao luôn, rất là đẹp nha. Biển 61 đi 6.900 nè anh em. Xe độ nguyên bản như vậy thì 125 triệu. 500 sẵn đây mình quay luôn. 500 này là 165 nè anh em. Biển là 60. À còn 159. 159 nha anh em. Đó là bèo 500. Đó, độ mâm đúc luôn nè. Chống đổ nè, bô nè, di động cao luôn. Con này bán chưa? Bán rồi hả? Rồi, còn bên đây là Z800 và Z1000 anh em. Anh em nào có quan tâm dòng xe nào thì mình có thể mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha. Đó thì chắc lẽ là em cũng xin tạm dừng video tại đây nha anh chị các bạn. Đó, hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.